Vĩnh Hồ và Diệu Ly xin chào quý vị khán giả của VTV Hyundai. Quý vị thân mến, đầu chương trình thì chúng ta hãy bàn nhau một tí xíu về cái cách để mà mình tặng những cái món quà khi mà mình đến thăm người thân nè hoặc là bạn bè của mình trong những cái sự kiện đặc biệt. Thế thì không biết rằng là quý vị nghĩ như thế nào về những cái món quà về sức khỏe ạ? Có phải những cái món quà về sức khỏe luôn luôn là những cái món quà mà khi mà mình tặng cho người khác đó thì người ta sẽ cảm thấy rất là trân quý về cái điều này và nó cũng thể hiện được cái sự tinh tế nữa. Và nếu như mà nói về cái món quà về sức khỏe thì quý vị có đồng ý với Hồ á là dạo gần đây rất là nhiều người họ hay mua những cái sản phẩm từ sâm hoặc là những cái chế phẩm từ sâm để tặng với nhau thay cho những cái lời chúc về sức khỏe không? Chính xác luôn anh ơi, và đặc biệt là anh biết không, ví dụ như là nhiều khi á trong cơ thể của mình nó đang hơi mệt mỏi đúng không? Quý vị sẽ gặp những cái vấn đề khác nhau thì mình sẽ tìm những cái giải pháp khác nhau mà Ly thấy người ta rất là hay mua sâm để tặng cho nhau. Tại sao thưa quý vị, nói tới sâm là người ta nhắc tới Hàn Quốc, mà nói tới Hàn Quốc á, thì người ta nói về cái ngành gọi là sao ạ? Là người ta có những cái cách để mà người ta làm ra được những cái củ sâm rất là hay. Đúng rồi. Tại vì là sâm thì được dùng từ 2.000 năm trước rồi quý vị, 2.000 năm trước rồi nha, chứ không phải là 20 năm trước đâu. Và loài cây khó trồng sinh trưởng lâu nè. Thì ở đây á, hôm nay mình có là sâm 6 năm tuổi, có nghĩa là xuân hạ thu đông cứ như thế là 6 mùa quý vị ạ. Đúng rồi. Có hàng nghìn công trình nghiên cứu về sâm trên thế giới đó, quý vị rất là dễ mình có thể tìm hiểu được thông qua những cái bài báo nè, về bên y tế nè là mình cũng thấy ha, và được mệnh danh là gì ạ? Là quốc bảo của xứ sở Hàn Quốc quý vị ạ. Nhưng mà nếu như chỉ là cái củ sâm tươi thôi thì nhiều khi á để mà đưa tới được nhiều cái quốc gia khác trên thế giới nó sẽ hơi khó quý vị. Tại vì nó bảo quản cái củ sâm tươi này nó khó lắm. Nhưng ngày hôm nay á cũng là nguyên củ luôn nha, có nguyên cả cái thân và cái rễ luôn, nhưng là hồng sâm được tẩm mật ong quý vị nha. Chính xác là như vậy. Nhưng mà mình cũng phải làm rõ với nhau về cái điều này thưa quý vị, đó là cái giá trị dinh dưỡng. Tại vì theo quan điểm riêng của Hồ đó nha, nếu như mà bây giờ mà gia đình nào mà vẫn quen cái cách mà mình dùng những cái củ sâm tươi đó để mà mình chế biến hoặc là mình ăn hàng ngày đó, thì thật Hồ khuyên á là chúng ta nên thay đổi bằng những cái dạng là hồng sâm 6 năm tuổi. Tại sao thưa quý vị? Từ những cái củ sâm tươi họ phải qua rất là nhiều những cái lần chưng cất, và khi mà chưng cất như vậy đó quý vị, thì cái hàm lượng dinh dưỡng mà đặc biệt đó là cái chất saponin và cái ginsenoside này nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Và khi mà mình sử dụng phải là hồng sâm 6 năm tuổi quý vị nha, có nghĩa là sao? 6 năm tuổi là cái cột mốc để thể hiện rằng là sâm nó đủ cái độ trưởng thành, nó đủ cái chất là giàu dinh dưỡng như thế nào thưa quý vị. Và khi mà mình sử dụng hồng sâm 6 năm tuổi đó thì chắc chắn rồi, mình sẽ cảm thấy là mình lợi ích về sức khỏe rất là nhiều. Cái này thì không ai phủ nhận hết. Nhưng mà sản phẩm ngày hôm nay có một cái điều đặc biệt là gì quý vị biết không? Sâm 6 năm tuổi, hồng sâm 6 năm tuổi này được lấy từ một cái vùng đất mà ở đó người ta có thể nói rằng là nếu như cái vùng đất này mà sản xuất sâm chất lượng thứ hai thì không có cái vùng nào sản xuất là chất lượng thứ nhất hết. Có nghĩa rằng là cái mình nói hay đùa với nhau vậy đó quý vị. Đây là cái vùng đất Gumsan. Đó. Dạ, ai rồi đi Hàn Quốc thì biết rằng là đối với cái vùng đất Gumsan này đó quý vị, thì là một cái vùng đất mà phải nói là cái khí hậu thổ nhưỡng ở đó rất là ưu ái cho người dân Hàn Quốc. Khi mà họ tạo được những cái củ sâm, thứ nhất là quý vị nhìn vào cái hình ảnh á, cái hình dạng của cái củ sâm đó, quý vị thấy là nó to, tròn và nó chắc, nó đều hết quý vị ơi. Và cái hình ảnh này nó cũng thể hiện rằng là cái chất lượng của cái củ sâm là như thế nào. Còn đối với sản phẩm ngày hôm nay lại một cái sự kết hợp là giữa là những cái củ sâm tươi và nó được chưng cất thành hồng sâm 6 năm tuổi và nó có tẩm mật ong ở trong đó nữa nha. Cho nên là quý vị thấy là nói tới Hàn Quốc là nói tới đặc trưng của những cái củ nhân sâm nè. Đúng mà rồi. Ở đây ngày hôm nay là mình lại có thêm một cái bước cải tiến nữa, đó chính là những củ hồng sâm quý vị. Hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong về nhà mình cắt lát ra nè, mình có thể pha trà hoặc là mình ăn trực tiếp quý vị nha. Đúng và rồi. Tới từ vùng đất Gumsan giống như Việt Nam mình á, nhiều vùng đất thì sẽ có những cái loại cây nó khác nhau đúng không? Nhưng mà ở Hàn Quốc cái vùng đất rất là nổi tiếng và hôm nay cái gốc cát nó cũng nổi tiếng lắm quý vị. Về nhà rồi. Ha thì tinh túy đó sẽ ở trong từng hộp như thế này ạ. À. Một hộp như thế này thì chúng ta sẽ có là 6 củ hồng sâm tẩm mật ong ở bên trong. Đó, nguyên vẹn luôn, thích lắm. Về nhà là quý vị thấy là có tem nhãn phụ là tiếng Việt ha, để cho mình có thể là tham khảo được luôn nè, mình rồi. Có thể hiểu được nè. Và về nhà là quý vị cũng thấy là cái hộp nó còn mới tinh nè, cho nên là giống như ở đây là quý vị thấy là nó vẫn đang còn có cái phần bao bì á, nó bọc lại hết nè quý vị, bao bì đó bọc lại hết luôn nha. Cho nên là mình sẽ rất là thích đó, hạn sử dụng cũng trên này luôn. Và từ Hàn Quốc nhập nguyên về Việt Nam, cho nên là em đảm bảo là về mà bóc cái bao kiến này ra nè, mở ra thôi là các cô các chú sẽ thấy rất là thích luôn. Rất thích. Tại sao? Nó quá sang quý vị ơi. Khi mà mình nhận xong đó, đếm dùng hồ cái nha. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó sẽ có 6 cái hộp nhỏ ở bên trong như thế này. Và ở bên trong đó, nó là đựng nguyên một cái củ hồng sâm 6 năm tuổi ở bên trong luôn. Nguyên một củ có nghĩa là
sao? Nó có thân, có rễ, có những cái chi nhỏ nhỏ nhỏ. Và quý vị biết rồi đó, đối với những cái dạng nha mà mình sử dụng những cái chế phẩm từ sâm đó, mình sử dụng nguyên củ như thế này thì mình an tâm hơn. Tại sao? Mình coi như là mình ăn nguyên chất, dưỡng chất của nó luôn. Còn ví dụ như đôi khi á, mình lựa chọn cái dạng, một vài dạng nước hoặc là một vài cái chế phẩm khác thì họ đã có pha thêm những cái thành phần khác nữa rồi. Như vậy là mình đâu có ăn được nguyên chất hết, và tất nhiên ăn không nguyên chất thì làm sao mà bổ bằng ăn nguyên một cái củ sâm như thế này. Chính xác đó. Luôn. Mà cái này anh biết không, là về nhà là mình có thể mình cắt ra được luôn, hoặc là mình pha cùng với nước trà, hoặc là mình ăn trực tiếp ạ. Và quý vị để ý là nguyên một củ giống như anh Hồ nói có nghĩa là sao ạ? Cái củ nhân sâm á quý vị, thì quý vị thấy nó sẽ có phần thân và phần rễ đúng không? Thì ở đây đối với thương hiệu Santé 365 á, người ta cũng có cái dòng sản phẩm nó rất là thích cho nhà mình. Ly sẽ lấy thử một củ ra cho quý vị mình cùng xem nha. Mỗi củ mình để riêng trong một cái hộp như thế này nè quý vị. Một hộp lớn sẽ có 6 hộp như thế này, lấy ra bên trong là 6 củ hồng sâm luôn, nguyên củ và nguyên rễ quý vị à. Cho nên là khi mà về nhà đó, quý vị thấy là nó được tẩm cùng với lại là mật ong nữa. Mà mật ong á, thì vốn dĩ là nó có cái tính kháng viêm tự nhiên rất là tốt. Đúng. Cho nên quý vị vẫn bảo quản được lâu dài quý vị nhé. Thích lắm ạ. Ví dụ như là các chú nào á, mà mình muốn là mình sử dụng nguyên củ ha, rồi để mà mình gọi là kết hợp cùng với lại là nhiều cái thức uống khác cũng được quý vị. Đây Ly đặt ra cái dĩa cho quý vị mình cùng xem luôn. Rất đó. Là lớn, rất là thích ăn. Rất là nhiều kiểu sâm khác nhau. Nhưng mà nguyên củ, nguyên rễ thì đối với Santé 365 ngày hôm nay chúng ta phải có một cái điểm phải nói là quá tuyệt vời. Có những thứ á, mình cũng nên thưởng thức một lần trong đời quý vị ha. Ví dụ như rồi. Là ngày xưa á, nhà Ly mà chưa lên Đà Lạt á, quý vị biết không, nghe người ta nói là dâu Đà Lạt ăn ngon lắm. Thế là đâu có biết đâu, cái lần đầu tiên mà ăn cái trái dâu á, công nhận nó ngon thật quý vị. Cho nên là cái này á, mà mình mua về mà các cô chú lớn tuổi ở miền quê đó, ở quê nhà mình á, anh các ông các bà mà thưởng thức cái này á, Ly nói thật á, là chỉ có tấm tắc khen ngon thôi. Sáng sáng kết hợp với lại cái thói quen là mình uống trà sáng sớm đó, mình cắt lát ra chứ không cần phải cắn trực tiếp nha. Cắt lát ra quý vị ơi, lấy từng lát á, nó thơm thơm dẻo dẻo này, giống như mứt vậy đó quý vị. Uống cùng với lại nước ấm, bỏ vào trong nước ấm mình uống cũng được, hoặc là uống nhấp nhấp chút xíu cùng với lại là cái thức uống trà như ở nhà mình hay có đó, kết hợp vào nó rất là ngon. Đúng rồi, trời ơi rất ngon em ơi. Ở đây nè, anh đã sao, anh đã sắc ra rồi quý vị ơi. Hồi đã sắc ra một cái dĩa như thế này nè. Thì thôi bây giờ xin phép quý vị nha, là coi như thưởng thức một cái gọi là một cái quốc bảo của Hàn Quốc đi, nó quá ngon. Để coi nó như thế nào đây nha. Sắc nhỏ nhỏ như thế này mình ăn trực tiếp cũng được đó, mình hãm trà cũng được. Giờ Hồi ăn thử coi. Thơm đúng không? Thơm quá. Có tẩm mật ong. Có cái mùi đặc trưng của sâm nha. Và nó có cái vị mật ong, nó dễ chịu lắm quý vị. Giờ Hồ ăn thử nè. Tại vì á, là tẩm mật ong thì quý vị biết người ta tẩm rất là đều, anh thấy không? Chứ không phải là người ta chỉ lướt qua một chút xíu bên ngoài. Đúng. Rất là đều luôn. Em, nó rất là ngon nha. Tức là như thế này, anh thấy như thế này nha. Tất nhiên, cái vị mà hơi nhẫn nhẫn của sâm nó có. Tại vì là mình ăn là nguyên một cái củ sâm mà quý vị. Nó có vị rất đặc trưng của sâm, nhưng nhờ cái mật ong nó kết hợp lại với nhau, nó quyện vào nhau. Nên khi mà mình ăn á, là mình sẽ thấy là gì? Nó thanh và nó ngọt lắm quý vị. Và nó dịu dịu, và tới cái phần mà hậu vị á, nó động lên cái gần cổ của mình á, là nó rất là dễ chịu nha. Đúng rồi. Và quý vị ơi, thật ra mà nói đó, nếu như mà nhà ai mà có những cái người lớn tuổi hoặc là những người mà cần bồi bổ về sức khỏe đó, nên đi quý vị mua cái sản phẩm ngày hôm nay để làm chi? Mình chăm sóc sức khỏe cho tất cả người thân, cho gia đình của mình bằng một cái biện pháp rất đơn giản là ăn ngon. Chính xác luôn. Mà cái chế phẩm mà nó gần với lại cái hình dạng của củ sâm nguyên luôn á quý vị, là đây chứ đâu ạ. Mà quý vị thấy là nếu như chúng ta đang trong những cái tình trạng ly, ví dụ nha, cuộc sống thì nhiều khi có những cái rất là mệt mỏi đúng không quý vị? Đúng rồi. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thì Ly hỏi thử là quý vị ơi, mình có đang ở trong cái tình trạng như thế này hay không nha. Ví dụ như là mình mệt lắm, mình muốn nằm mình nghỉ ngơi nhưng mà nghỉ ngơi không có được quý vị. Rồi nhiều khi là công việc nó quá áp lực đi, hoặc là nhiều khi mình cứ cảm thấy là đau đầu, hoặc là mình thấy hơi choáng nè. Các cô chú lớn tuổi là rất là hay gặp cái tình trạng này luôn ạ. Rồi nhiều khi hả là mình khó chịu lắm, mà mình khó chịu thì đâu phải là có ai mà cơ thể mình khó chịu mà mình cứ nhăn răng ra mình cười hoài không quý vị? Dạ không có. Mình sẽ cảm thấy cau gắt nè, mình cảm thấy là cuộc sống của mình, cái chất lượng cuộc sống của mình nó không có hiệu quả. Chưa kể là nhiều khi chỉ cần quý vị hơi choáng váng thôi nha, là nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống ạ. Tập trung là việc là không tập trung được luôn quý vị. Mỏi nè, nhức nè, khó chịu nè. Đâu phải là chỉ các cô đâu, đâu phải là chỉ các chị đâu, các bác, các chú mình cũng gặp tình trạng này rất là nhiều. Cho nên nếu như mà có xem được chương trình này á, mình dừng lại chút xíu quý vị, mình thấy hình ảnh của mình á, mình dừng lại chút xíu ạ. Mình tìm giải pháp cùng với lại Diệu Ly và Vĩnh Hồ đi. Vì hôm nay mình đang có dòng sản phẩm được xem là quốc bảo của Hàn Quốc quý vị nha. Lại là sản phẩm của thương hiệu sâm nổi tiếng Hàn Quốc Santé 365 ạ. Đúng rồi. Santé có nghĩa là sức khỏe, sức khỏe 365 ngày. Và trong ngày hôm nay chúng ta nhận về giá trị này, nhưng mình có mức giá hỗ trợ từ nhà cung cấp ạ. Mức giá ưu đãi trên VTV Hyundai chỉ là 1.390.000 đồng mà thôi. Nguyên hộp này nè, sản xuất nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt
Việt Nam. Mà quý vị chú ý giúp Diệu Ly thêm một điều nữa là quà tặng ngày hôm nay cũng rất giá trị quý vị nha. Chính xác, mình sẽ có là hai hộp kẹo xâm dẻo Hàn Quốc quý vị nha. Và mỗi hộp trọng lượng là 200g một hộp. Phải nói là đây là một cái món quà tặng mà rất là hấp dẫn và rất là có giá trị quý vị nha. Kẹo dẻo thì mình ăn á, nó sẽ dẻo dẻo nè, nó ngọt dịu nè và nó rất là thơm. Bên cạnh đó nó có thành phần sâm mà, nên nó sẽ giúp mình là bồi bổ cơ thể của mình nè. Và chắc chắn rồi, nếu mà mình sử dụng một cách hợp lý đó thì sẽ sảng khoái tinh thần và nó mang lại một cái cảm giác khỏe khoắn cho chúng ta. Như vậy là quý vị hình dung, sản phẩm chính và sản phẩm quà tặng đều là những sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Từ Hàn Quốc về Việt Nam quý vị ơi, nguyên một bộ sản phẩm luôn. Bây giờ thử tưởng tượng mà ví dụ như mình mua một cái hộp này ha, mình ra bên ngoài mình tìm người ta có bán đi, nhưng mà mình mua về bao nhiêu tiền quý vị, rồi có ai đảm bảo cho quý vị là thực sự là chính gốc hay không? Nhưng mà rồi, trên VTV Hyundai thì quý vị yên tâm nha, sâm của Sante 365 chúng tôi làm việc trực tiếp với lại thương hiệu Sante 365 luôn, và trao gửi cái món quà này tới gia đình mình, tới quý vị ạ, là sâm 6 năm tuổi chứ không phải sâm 1-2 tuổi. Nếu như sâm mà 1-2 tuổi không bao giờ nó có được những cái củ sâm to như thế này đâu ạ. Kết hợp thêm nữa là mật ong, mà quý vị biết là mật ong nó có cái tính kháng viêm tự nhiên ạ, cho nên là đã là hồng sâm đã tốt rồi, kết hợp thêm tẩm cùng với lại là mật ong nữa, vậy là mình có thể dùng được ạ. Mỗi lần á mình lấy ra mình dùng từ từ từng chút một ha, để cảm nhận cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn, màu sắc nó dễ chịu hơn quý vị ạ. Quan tâm nhau, yêu thương nhau ạ. Quý vị thấy là một vòng xoay á, là nhiều khi cơm áo gạo tiền á nó vất vả lắm, thì bây giờ nếu như mình có điều kiện nè, ngay bây giờ đây mình sử dụng hồng sâm đều đặn mỗi ngày đi quý vị, mình tập cái thói quen này đi. Cái này ở Hàn Quốc người ta dùng nhiều lắm, để làm gì? Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng nè, bồi bổ sức khỏe nè, và giảm đi cái cảm giác mệt mỏi ạ. Trong hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong thì quý vị thấy là cái vị dịu dịu thơm thơm ngon ngon. Quý vị mua ngay bây giờ á, mình không sợ là hàng giả hàng nhái nha. Vì đây là dòng sản xuất ạ, sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn, dạng củ nguyên vẹn cho chúng ta cái trải nghiệm nó tuyệt vời hơn, và bên ngoài thì có hút chân không nữa, cho nên mình có thể là lưu trữ được lâu dài quý vị nha. Và đây là một thương hiệu rất là chất lượng vì sức khỏe cộng đồng, Sante 365 quý vị nhé. Và đối với dòng sản phẩm này đó thì quý vị yên tâm là quý vị mua được hàng chính hãng, đây là sản phẩm cao cấp, thương hiệu uy tín Sante 365 quý vị nhé, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn. Và quý vị biết rồi đó, nhắc tới sâm là mình nên mua những cái chế phẩm từ Hàn Quốc để chi à, để mình an tâm hơn, và cái hàm lượng dinh dưỡng của nó sẽ cao hơn so với vài nước trên thế giới. Và đối với cái việc mà thưởng sâm ngày hôm nay sẽ là một cái hình thức mà Hậu nghĩ rằng là ai cũng sẽ thích. Tại sao? Tại vì á, mình ăn là mình ăn nguyên một cái củ sâm mà, nhưng mà cái củ sâm này nó được chưng cất để thành là hồng sâm 6 năm tuổi, và nó được đựng trong những cái hộp rất là riêng lẻ như thế này, và nó được bảo quản rất là kỹ. Cái mùi vị của nó, Hậu phải khẳng định nha, nó rất là đặc trưng cái mùi của sâm, nhưng nó có cái kết hợp, có cái vị ngọt thanh của mật ong, nên là khi mà mình ăn á, nó sẽ là một cái dạng mà rất là dễ ăn, rất là dễ chịu thưa quý vị. Vậy thì sẽ phù hợp với ai đây? Những người mà suy nhược nè, sức đề kháng kém nè, chắc chắn cần phải bổ sung quý vị nha. Người làm việc trí óc căng thẳng nè, người cần hồi phục sức khỏe nè, người nội trợ mệt mỏi vì công việc gia đình, mình cũng nên cân nhắc đến sản phẩm ngày hôm nay là hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi tẩm mật ong quý vị nha. Đến từ một cái thương hiệu mà phải nói là rất uy tín tại Hàn Quốc, đó là Sante 365. Quý vị thân mến, nhà mình đã đặt hàng hay chưa ạ? Nhanh tay quý vị ơi, tại vì thời gian của chúng ta không có nhiều. Thương hiệu nổi tiếng rồi ha, chắc chắn là sản phẩm gọi là chính ngạch luôn quý vị ơi. Mình không có lo tình trạng là mua trên VTV Hyundai mà giao tới về nhà mình nó là hàng giả hàng nhái, và không có lo. Nguyên củ hồng sâm tẩm mật ong luôn quý vị, có cả phần củ và có cả phần rễ. Quý vị đã bao giờ mà cầm cái củ hồng sâm tẩm mật ong này á, bỏ vào miệng và mình cảm nhận từng chút chưa ạ? Từ là cái vị giác nè, cho tới là cái khứu giác của mình cảm nhận hết luôn quý vị ơi. Ăn một miếng ha, nhai từng chút một á. Đó, mình có cái này á, mình về mình mời ông bà ba mẹ của mình á quý vị, thể nào ông bà cũng sẽ tấm tắc khen ngon, dễ ăn lắm. Cô chú ơi, mình đừng có sợ nó bị đắng nha, nó tẩm cùng với lại là mật ong rồi, cho nên là nó thơm, nó dịu và nó nhẹ. Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi tẩm mật ong, dạng củ nguyên vẹn nhiều dưỡng chất ạ. Sản phẩm của thương hiệu sâm nổi tiếng Hàn Quốc là Sante 365. Và ngày hôm nay không phải là 2 triệu hay là 2 triệu mấy đâu, quý vị có quà tặng chất lượng rồi, quý vị còn có giảm giá nữa. Nói một chút xíu về quà tặng đó, thì đây là kẹo dẻo hồng sâm, ngọt dịu, thơm nồng, bồi bổ cơ thể, sảng khoái tinh thần, mang lại cảm giác khỏe khoắn ạ. Và hôm nay là hai hộp kẹo sâm dẻo luôn. Quý vị biết không, nếu như ai á mà mình đi tìm mua những cái hộp kẹo sâm dẻo này nè, nó ở dạng túi xách hộp á quý vị biết á, giá của một hộp này á cũng là tiền trăm đó nha. Và một hộp như vậy là 200g đúng mà rồi. Chúng tôi hôm nay tặng cho quý vị á là hai hộp luôn, hai cái túi xách này luôn, về nhà là thoải mái ăn và cảm nhận quý vị nha.
nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi để đặt hàng ngay quý vị nhé. Tại vì đối với sản phẩm ngày hôm nay đó là một cái sản phẩm mà chúng tôi khuyến khích chúng ta nên sử dụng hàng ngày. Tại sao? Tại vì nó sẽ hỗ trợ tăng cường sức đề kháng của chúng ta nè, bồi bổ sức khỏe nè và giảm cảm giác mệt mỏi quý vị nhé. Quý vị quan sát những hình ảnh vừa rồi á, quý vị thấy là vùng đất ở Hàn Quốc á, thật là tuyệt vời đúng không? Chính tại xác. Vì là Hàn Quốc em thấy có một cái mà em khá là ganh tị với người dân Hàn Quốc, có sao nghĩa nè? Là họ có một cái sự tự hào rất là lớn khi mà nhắc về nhân sâm. Tại vì quý vị biết là nhân sâm á, là đã cách đây cả ngàn năm rồi, 2000 năm trước rồi quý vị. Đấy. Đó cho nên là khi đó là mình còn chưa là gì trên cuộc đời hết đó anh, là người ta đã dùng cái sâm này rất là lâu rồi. Nhưng mà cái củ sâm tươi á, thì nhiều người á, là hơi khó dùng. Vì củ sâm tươi thì nó có cái tính hàn, có nghĩa là tính lạnh, cho nên cơ thể của mình khỏe mình mới dùng được. Thì ngày hôm nay thương hiệu Sante 365 họ lại từ những củ sâm tươi và sâm tươi 6 năm tuổi quý vị nha. Đó, họ cho mình cái gì đây ạ? Hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong, có đúng nghĩa rồi. Là phần thân sâm là có luôn, phần rễ sâm là có luôn. Quý vị ơi, Ly đang cầm trên tay là tinh túy hồng sâm củ 6 năm tuổi tẩm mật ong, có nghĩa là để có được cái sản phẩm mà Ly đang cầm trên tay đó, 6 năm rồi quý vị, 6 năm rồi ở xứ sở Hàn Quốc. Xuân hạ thu đông cứ thế 6 mùa rồi. Quý vị thấy trên cái hộp nó có con số 6 không ạ? Có nghĩa là sâm 6 năm tuổi. Nếu như không phải sâm 6 năm tuổi thì ở Hàn Quốc họ không cho để con số 6 lên trên cái hộp đúng, sản phẩm đâu. Đúng mà rồi. Chưa kể là cái vùng đất trồng sâm này cũng rất nổi tiếng. Ừ. Có nghĩa là ở Hàn Quốc là đã nổi tiếng về sâm rồi, nhưng mà ở Hàn Quốc còn có những vùng đất nổi tiếng về gọi là trồng sâm nữa. Đúng thì rồi. Ngày hôm nay Sante 365 họ đem tới sâm từ vùng đất Gunsan, mà Gunsan là một vùng đất đó quý vị, thuộc tỉnh Chungcheong hay còn biết tới tên gọi là Chungcheong Búc Đô quý vị ha. Thì cái vùng đất trồng sâm Gunsan này nè, giống như Việt Nam mình thì có nhiều vùng đất là trồng bơ nổi tiếng như là Đắk Lắk chẳng hạn, hoặc là Thanh Long thì người ta nói tới là Phan Thiết chẳng hạn. Thì ở Hàn Quốc một trong những vùng đất mà có cả lễ hội sâm luôn là vùng đất Gunsan quý vị nha. Nếu như du khách nào đã từng có may mắn tới đây nè, mình sẽ thấy những cái biểu tượng về sâm rất là nhiều, hoặc là những cái hình về những cái củ sâm á quý vị, và mình chụp hình ở đó cũng nhiều lắm. Du khách khi mà tới đây là có rất là nhiều những cái chế phẩm về sâm để mà đem về luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thay vì quý vị đi Hàn Quốc đúng không, rồi quý vị mua rồi quý vị tay xách nách mang về đúng không, không cần quý vị ơi, nếu mà mình có cơ hội mình đi du lịch cũng được không sao nha. Nhưng nếu như không á thì đồng hành cùng với chúng tôi ngay bây giờ nhé. Đồng hành cùng với chúng tôi ngay bây giờ để mình đem về tạm gọi là một cái gì đó nó tinh rất túy, là đặc biệt, nó rất là tinh túy của cái thương hiệu là Santa 365, và đặc biệt là ở cái vùng mà như hồi nãy Diệu Ly chia sẻ đó là vùng đất Gunsan thưa quý vị. Và quý vị biết rằng á là đối với bất kỳ một cái dòng sản phẩm nào về sâm tại vùng đất Gunsan, khi mà họ muốn xuất khẩu ra thị trường quốc tế hoặc là thậm chí là được lưu hành nội bộ thì phải được kiểm tra rất là nghiêm ngặt từ những cơ quan ban ngành quý vị nhé. Và quý vị nhìn nè, ở trên cái tay Hồ đang cầm nè, nó sẽ có cái gì đây? Quý vị thấy là có ghi số 6 ở đây nè, và nó ghi là hồng sâm 6 năm tuổi ở đây. Có nghĩa rằng là đây là sản phẩm hồng sâm 6 năm tuổi quý vị nha, là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa quý vị sẽ nhìn thấy ở trên đây có rất là nhiều những cái tem mác, những cái logo, nó thể hiện rằng là gì? Đây là một cái sản phẩm được chứng nhận ở những cái cơ quan tại Hàn Quốc, và bên cạnh đó nó còn được những cái bảo hiểm. Bảo hiểm của Samsung nè quý vị, thấy không ạ? Đó, bảo hiểm về cái chất lượng sản phẩm nè, rất là nhiều những cái chứng nhận khác nhau. Và quý vị yên tâm đi, trời ơi, một cái hộp đẹp như thế này Hồ nói thiệt, mình mua, mình sử dụng là quá tốt rồi nha. Mình tặng quà cho người thân của mình đó quý vị. Đây, mở ra một cái người ta thích liền. Đây, quý vị thấy không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái hộp nhỏ hồng sâm như thế này. Thì ở trong đây nó sẽ có 6 cái củ sâm luôn. 6 củ sâm nha. Nhưng nó được chưng cất thành hồng sâm 6 năm tuổi. Nó ngon mà nó bổ dưỡng dữ lắm quý vị nha. Chính xác luôn. Quý vị ơi, bây giờ ví dụ như là mình có điều kiện đi ha. Mình vào trong những cái cửa hàng mà người ta bán sâm á anh. Một củ sâm thôi, một củ sâm thôi mắc quý vị nha. Là bao nhiêu tiền rồi. Đấy. Hoặc là các chú là mình hay mua những cái bình trong đó có những cái củ sâm tươi chẳng hạn đi, bao nhiêu tiền quý vị ơi. Đúng cho rồi. Nên quý vị biết là cái giai đoạn á mà từ cái việc là 6 năm nè, lấy sâm này,
nè, chọn lọc những củ sâm tốt nè, bắt đầu là kết hợp cùng với lại là gì ạ? Là mật ong nè, để mà làm lên cái quy trình hôm nay mình có sản phẩm này. Cả một cái giai đoạn như vậy là quý vị biết nó quý tới cỡ nào và nó hiếm tới cỡ nào luôn. Cho nên đừng hỏi tại sao nếu quý vị ra bên ngoài một hộp sản phẩm như trên màn hình TV, không nói quà tặng nha, người ta bán cái mức giá đâu đó trên dưới 2 triệu quý vị. Có thể bên ngoài thị trường người ta có đó. Già Ly là từng đi tìm mua và đi Hàn Quốc mua luôn. Một hộp như thế này mà tiền quên mà tính ra đổi qua tiền Việt á là cũng đâu đó hơn 2 triệu rồi. Nhưng ngày hôm nay giá tốt mà còn có thêm quà tặng. Ly rất là thích cái món quà này mà anh đặc biệt luôn là em từng mua cái này về là cháu em ở nhà đó, anh tên ông, cháu nội, cháu ngoại, cháu hai bên họ hàng á là thích hết luôn quý vị, tại vì rất dễ ăn và rất là ngon. Đây không phải là kẹo sâm thông thường mà đây là kẹo dẻo hồng sâm, kẹo mềm đó quý vị. Hai hộp luôn nè. Một hộp này là tiền trăm đó quý vị nha, không có rẻ đâu quý vị. Mình chụp màn hình mình tìm hiểu thử mà xem. Một hộp này Sante 365 người ta cũng có bán đó, có bán lẻ luôn. Quý vị muốn mua cứ liên hệ thoải mái luôn. Nhưng trong ngày hôm nay là mình tặng, mà tặng không phải là một mà là hai. Ly phải gọi nó là cái hộp, tại vì cái túi xách của nó rất là lịch sự như thế này nè quý vị. Đó, xách lên ha. Cái viên kẹo bên trong thì nó là sao? Ly bóc ra cho cô chú mình thử luôn nhé. Đấy, kẹo dẻo hồng sâm. Cho nên là khi mà mình ăn mình sẽ cảm thấy thích vô cùng luôn. Đây nè, cái viên nó sẽ là dẻo chứ không phải là nó cứng đâu. Cho nên là hôm nay quà tặng thì rất là giá trị. Đó, đây nè, bóc ra ha. Về nhà các bé nhà mình đảm bảo sẽ rất là thích, tại vì là ăn vào nó ngon mà nó thơm lắm quý vị ạ. Đúng rồi quý vị ơi. Mà quý vị nhớ giùm Hồ đó, nếu như mà ai mà đi ra bên ngoài mua một hộp kẹo dẻo như thế này nha, giá trên dưới 200.000 đồng. Mà hôm nay nếu mà quý vị tính đi, chúng tôi tặng cho quý vị là hai hộp. Như vậy là có phải là cái giá cũng dao động tầm khoảng chừng là 400.000 không ạ? Thì hôm nay là quý vị đã có một hai hộp kẹo dẻo làm quà tặng với một cái mức giá tương đương ngoài thị trường là 400.000 đồng rồi, mà quý vị không phải trả tiền. Chỉ có điều là quý vị cân nhắc dùm, hôm nay không chỉ nhận được quà tặng là hai hộp kẹo dẻo này đâu, mà quý vị còn nhận cơ hội giảm giá đến 600.000 đồng quý vị nha, 600.000 đồng. Tức là bình thường đó giá nhà cung cấp là 1.990.000 đồng, thì bây giờ chỉ còn có 1.390.000 đồng mà thôi. Nhưng mức giá này chỉ có trong 30 phút phát sóng mà thôi quý vị nha. Hãy tranh thủ quý vị, quà tặng của chúng ta đem về không phải là một hai viên kẹo dẻo đâu, mà là hai hộp kẹo sâm dẻo Hàn Quốc luôn. Quý vị ơi, mình có đang rảnh tay á, mình có thể kiểm tra thử xem là ngày hôm nay mình có được giảm giá nhiều không. Ly chắc chắn là được giảm giá nhiều nè. Là ngày hôm nay quà tặng của mình có giá trị không? Ly chắc chắn với quý vị là rất giá trị luôn. Đúng rồi. Nhưng mà xin chú ý giúp chúng tôi một điều là thời gian lại không có nhiều, cho nên giá tốt rồi, quà tặng giá trị rồi, mà Sante 365 thì quý vị biết là ở Việt Nam mình đó, họ cũng cực kỳ nổi tiếng về những cái dòng sản phẩm về sâm nha. Thậm chí là những người Hàn Quốc mà họ sống ở Việt Nam mình đó, là họ cũng lựa chọn sản phẩm của thương hiệu Sante 365 luôn. Sante nghĩa là sức khỏe, 365 ngày là sức khỏe, 1 năm 365 ngày đó quý vị. Mà hôm nay mình đồng hành cùng với chúng tôi đi, một đơn hàng chúng tôi có giảm giá cho quý vị đâu phải là 200-300 đâu, giảm giá hơn nửa triệu đồng cho một đơn hàng giảm giá lên tới 600.000 rồi còn có thêm quà tặng nữa. Nhưng mà quan trọng vẫn là cái tinh túy của sản phẩm. Đúng từ rồi. Những củ nhân sâm mà bây giờ trải qua quy trình công nghệ chế biến rất tuyệt vời ở Hàn Quốc, kết hợp cùng với lại là mật ong nữa. Mật ong nó có tính kháng viêm tự nhiên, cho nên lại còn được hút chân không nữa, thành ra về nhà mình bảo quản rất là dễ Thậm chí là quý vị biết lâu lâu mình lấy một cái hộp ra, một cái củ hồng sâm như vậy ra nguyên cái thân và nguyên cái phần củ luôn, mình thưởng thức thưởng thức rồi cơ thể của mình nó cũng có cái sự thoải mái nè, rồi mình cảm thấy là mình khỏe khoắn hơn. Và sử dụng đều đặn mỗi ngày thì sẽ giúp cho mình là hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, bồi bổ sức khỏe và giảm đi cái cảm giác mệt mỏi. Đúng không chỉ là người Hàn Quốc đâu, Ly thấy người Việt Nam bây giờ dùng những sản phẩm này cũng nhiều lắm đó anh Hồ ơi. Chính xác. Mà quý vị yên tâm là đối với dòng sản phẩm ngày hôm nay đó quý vị, một hộp hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi tẩm mật ong như thế này đó, là mình sẽ yên tâm như thế nào, mình không sợ hàng giả nè, hàng nhái nè. Và đây đều là những cái sản phẩm mà được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, và nó ở dạng là củ nguyên vẹn, nên là cái dưỡng chất của nó sẽ được bảo toàn đấy, rồi nó được bọc ngoài hút chân không, nó được bảo quản một cách rất là kỹ lưỡng luôn. Còn nếu mà nói riêng về cái thương hiệu là Sante 365 đó, thì đây là một cái thương hiệu rất uy tín ở bên Hàn Quốc quý vị nha. Nếu như mà quý vị có người thân ở bên Hàn Quốc, quý vị thử hỏi coi là có phải là thương hiệu Sante 365 là một cái thương hiệu mà cũng có rất là nhiều những người tin dùng và rất là uy tín bên Hàn Quốc hay không, thì đây là một trong những cái thông tin mà Hầu nghĩ rằng là quý vị sẽ yên tâm hơn khi mà quý vị lựa chọn hồng sâm 6 năm tuổi tẩm mật ong như thế này mà đến từ thương hiệu là Sante 365 nữa. Còn đối với đối tượng nào có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm này, Hồ nói thật quý vị là rất nhiều những cái đối tượng khác nhau trong gia đình của mình. Những người lớn tuổi nha, ông bà cha mẹ của mình là rất cần rồi đó quý vị. Hoặc là ví dụ chị em phụ nữ nè, mình cảm thấy là cái thời gian gần đây đó mình cảm thấy hơi mệt mỏi tí xíu vì nhiều cái công việc, trong đó có công việc nội trợ, thì mình nên mua đi quý vị. Rồi ví dụ như quý ông trong gia đình của mình cảm thấy là cái phong độ gần đây cũng xuống, thì mình nên sử dụng đều đặn mỗi ngày. Và cái vị đó, Hồ xin chia sẻ thế này nha, nó rất là đặc trưng cái mùi của sâm.
và nó kết hợp lại với lại mật ong nữa, nên là rất là dễ để mà mình có thể là thưởng thức. Hồi nhắc lại một lần nữa, phù hợp với những đối tượng sau đây nha: những cái người suy nhược nè, sức đề kháng kém nè, những người mà làm việc mà trí óc căng thẳng mệt mỏi này nha, hoặc là những người mà cần hồi phục sức khỏe, những người nội trợ mệt mỏi vì công việc gia đình, nên sử dụng sản phẩm ngày hôm nay quý vị nhé. Dòng sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng Santé 365 quý vị, và nhắc lại là sâm 6 năm tuổi nha quý vị ơi. 6 năm tuổi là cái độ tuổi thanh xuân của sâm đấy ạ. Nếu như mà chưa đủ 6 năm á thì sâm nó sẽ non, còn nếu như quá 6 năm á thì sâm nó sẽ bị mộc hóa, có nghĩa là nó sẽ hóa gỗ ạ. Cho nên ngay bây giờ đây hãy tranh thủ đặt hàng, không đơn giản chỉ là tinh túy từ thiên nhiên từ đất trời của Hàn Quốc đâu, mà bây giờ đây còn kết hợp với công nghệ hiện đại nữa, và giá đang rất tốt, quà tặng cũng đang rất chất lượng. Hãy tranh thủ đặt hàng cùng với chúng tôi. Chưa đặt hàng thì tiếc quá các cô các chú ơi, tại vì bây giờ á mình đâu có cần phải đi đâu xa xôi đâu, mà nhiều khi mình mua trên TV á thì mình cũng hơi lo đúng không? Vậy thì nói có sách mắt có chứng ạ. Đây quý vị thấy nè, dòng sản phẩm ngày hôm nay tại sao mà chúng tôi dám chia sẻ rất là chân tình với quý vị, tại vì đối với thương hiệu Santé 365 thì những cái dòng sản phẩm cực kỳ chất lượng, giống như ở đây nè, họ cũng có luôn là gì ạ, giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng quý vị ha, Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam nè trao tặng nè huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng ạ. Đây hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi tẩm mật ong đây ạ, công ty Santé 365 Việt Nam. Quý vị thấy đó, là có luôn mộc đỏ ở đây nè. Mình đi làm á là mình biết là cái mộc đỏ này đâu phải đơn giản là muốn đóng mộc lên là đóng mộc đâu, nhưng rồi. Ở đây có luôn quý vị ạ. Và đặc biệt là nếu như chúng ta mua sắm ngay bây giờ trên VTV Hyundai Home Shopping thì quý vị yên tâm, tại sao chúng tôi có giá tốt như thế này ạ, tại sao chúng tôi lại còn có thêm quà tặng cho quý vị, vì đây là chúng tôi làm việc trực tiếp với thương hiệu Santé 365 luôn, cho nên người ta có luôn cam kết cho bộ sản phẩm là bán trên kênh VTV Hyundai TV Home Shopping nha. Đây ạ, được tặng thêm nữa nè quý vị, một hộp rồi ha, 6 củ rồi ha, được tặng thêm là 2 hộp kẹo dẻo hồng sâm 200g, hàng thật 100%, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam và cam kết hoàn tiền 200% nếu như phát hiện là hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng quý vị ạ. Cho nên ngay bây giờ đây ạ, hãy tranh thủ đặt hàng, tại vì là thời gian không còn nhiều, cho nên thật sự luôn á, không đặt hàng á là tiếc quá quý vị, giảm giá 600 mà tặng thêm 2 món quà. Đúng rồi, bình thường đó nha, ví dụ như là với một cái hộp hồng sâm 6 năm tuổi mà tẩm mật ong như thế này là cái mức giá là 1.990.000 đồng, nhưng hôm nay quý vị giảm ngay 600.000 đồng, được giảm 600.000 đồng, chỉ còn có 1.390.000 đồng mà thôi, mà đây còn thêm hai cái món quà tặng này nữa nè, đó, hai hộp kẹo dẻo hồng sâm quý vị nha. Và với một cái hộp như thế này bên ngoài quý vị mua là cũng là gần trên dưới 200.000 rồi đó. Như vậy là quý vị hình dung là đối với cái món quà tặng này cũng là một cái món quà tặng rất là có giá trị, nên là bây giờ chúng tôi sẽ dành thời gian này để cho quý vị gọi điện ngay về tổng đài của chúng tôi đặt hàng ngay, để mà mình có thể là mình sẽ có một cái cách nào đó để mình chăm sóc tất cả những cái thành viên thân yêu trong gia đình của mình với món quà sức khỏe ngày hôm nay, đó là hồng sâm 6 năm tuổi tẩm mật ong đến từ Hàn Quốc thương hiệu Santé 365 quý vị nhé.